máu có thể đoán trước tuổi thọ Các nhà khoa học Đại học Boston vừa tìm ra một xét nghiệm máu có thể đoán trước tuổi thọ. Nghiên cứu này đã sử dụng dữ liệu chỉ dấu sinh học thu nhập từ 5.000 mẫu máu và đã phân tích diễn biến sức khỏe của các chủ nhân trong 8 năm tiếp theo. Đồng thời, họ cũng xác định các mô hình sức khỏe tốt và xấu trong tương lai. Cụ thể là khả năng mắc những bệnh liên quan tới tuổi tác như ung thư, bệnh tim và tiểu đường. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra 26 chỉ dấu sinh học khác nhau giúp dự đoán tuổi thọ. Thưa quý vị, say nắng cảm nắng là hiện tượng rất thường gặp trong mùa hè, không chỉ có biểu hiện mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt nhức đầu mà còn có thể gây đột quỵ, nếu như không được xử trí kịp thời cũng có thể để lại các di chứng về thần kinh không hồi phục và tử vong. Do đó, việc phòng cảm nắng say nắng là rất quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Lương Y Nguyễn Hoàng, nguyên giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội, tìm hiểu về cây đầu ván trắng, một loại thảo dược giúp phòng cảm nắng say nắng hiệu quả. Xin chào tiến sĩ. Chào quý vị và các bạn theo dõi chương trình nhu cầu y tế. Chào Thưa tiến sĩ đối với những người phải lao động mà nhiều giờ liền dưới trời nắng nóng có thể dễ bị say nắng. Tuy nhiên thì với những dấu hiệu như thế nào để chúng ta có thể nhận biết là mình đã bị say nắng ạ? À? à say nắng thì ở trong y học cổ truyền thì những cái tác những cái tác nhân bên ngoài mà gây bệnh thì gọi là lục dâm. Thì trong đấy có phong hàn thử thấp táo hỏa thì nắng là thử cho nên là cái sai nắng mà ta đang nói này thì y học cổ truyền gọi là trúng thử. Yeah. Trúng thử. Và khi nào thì bị trúng thử? Cái thứ nhất là cái thời tiết bên ngoài rất nắng nóng và độ ẩm thì rất cao. Ẩm có thể trên 90%, yeah. 95%. Cái yếu tố thứ hai là cái người đó làm việc lâu dài ở ngoài nắng. Yếu tố thứ ba là cái sức khỏe của người đó không được tốt lắm thì bị cái chứng ta gọi là say nắng hay là trúng thử. thì tại sao là như vậy? thì do cái nhiệt bên ngoài cao và độ ấm cao như vậy thì nó gây ra cái rối loạn cái chuyển hóa trong cơ thể và đặc biệt là chuyển hóa thải trừ nước vì là cái độ ấm cao thì cơ thể không thải nước ra ngoài được và do cái nhiệt độ cao và cái nhiệt trong cơ thể cũng tăng lên thì cơ thể cũng không tỏa nhiệt được, không giải nhiệt được. Cho nên là gây ra cái hiện tượng mà ta gọi là say nắng hay là trúng thử. Nếu mà say nắng mà nhẹ thì nó có cảm giác tức là người gây ngất và mặt đỏ bừng, rồi có thể hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Còn say nắng mà nặng thì có thể là cái thân nhiệt nó tăng lên, có thể là lên đến 40, 41 độ rồi cái tim loạn nhịp và đập lên rất nhanh, mỗi phút có thể đập, đập uh, trên 100 lần. Rồi cái nhịp thở cũng gấp gáp tăng lên rất nhanh, mỗi phút có thể là uh, phải thở đến hơn 100 lần. Và uh, có thể là bị ngất xỉu, bị đột quỵ, rồi nó sáng, rồi hôn mê và dẫn đồng tử và nếu không cấp cứu kịp thời thì thậm chí là có thể uh, nguy hiểm đến tính mạng. Ừ, như vậy rất là nguy hiểm đối với một số người và có thể gây ra đột quỵ thậm chí là tử vong. Vậy thì trong những trường hợp bị say nắng có lẽ là việc mà chúng ta điều trị kịp thời cũng rất là quan trọng. Ở trong cây đậu ván trắng thì liệu là cái công dụng của nó là để giúp chúng ta phòng tránh hay là ngay lập tức có thể giảm những triệu chứng cho say nắng à? Cây đậu ván trắng hay là cái tên thuốc nó gọi là bạch biển đậu. Nó yeah. là lắp lắp vulgaris họ đậu và nó là một cái loại dây leo quả của nó là quả đậu dẹt. Và trong mỗi quả thì có khoảng độ là năm ba hạt gì đó và sử dụng trong y học thì ta dùng cái hạt của cái đậu bánh trắng đó thì nó không phải là một cái vị thuốc nó cấp cứu ngay kịp thời được đặc biệt ở trường hợp quá nặng và ở trong cái thành phần của cái hạt đậu bánh trắng này thì cái thành phần hóa học nó rất là phong phú nó có đủ ba cái nhóm chất dinh dưỡng là có cả chất đạm có cả chất bột có cả chất mỡ trong đó ngoài ra thì nó còn có nhiều loại vitamin rồi uh, uh, có một số các enzyme nữa ừ. thế cho nên là cái tác dụng của nó cho cơ thể uh, rất tốt nó có tác dụng bồi bổ cơ thể và cân bằng lại cái uh, trạng thái nhiệt ở trong cơ thể và trong y học cổ truyền thì người ta quy nó vào cái uh, vị ngọt và tính bình nó có cái tác dụng là à nó hòa trung hạ khí giải độc cho nên là trong y học của truyền cũng rất hay dùng cái đậu ván trắng này cho những cái trường hợp mà tương tự như là bị à, à, cảm thử hay là bị say nắng vậy thì chúng ta có thể sử dụng cây đậu ván trắng này như thế nào để đạt hiệu quả à, ta có thể dùng một cái dạng đơn giản nhất là ta nấu nước ta uống rồi. thì nếu mà người hơi khó uống mà nó cũng không không thịt quá khó uống đâu à, thì ta cũng có thể thêm vào đó một tí đường cho nó ngọt và nếu rồi ta cũng có thể nấu cháo anh ăn vì cái hạt nó là hạt đậu có thể nấu cháo ăn được nấu cháo thêm tí đường và đó ăn rồi ta có thể là kết hợp với những một số các phương thuốc khác nếu mà có cái điều kiện mà sắc thuốc à, uống được thì ta có thể kết hợp với những cái phương thuốc kiện tỳ như là đắng sâm bạch linh Bệnh chuột cam thảo người ta ra vào đó cái bệnh biến đầu để mà cho người bệnh uống trong ngày và có thể uống trong năm ba ngày liền như vậy để nó phục hồi lại dần cái sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ. Thưa quý vị, Cây đậu ván trắng cùng với công dụng tuyệt vời của nó trong việc phòng cảm nắng, say nắng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi câu hỏi về cây đậu ván trắng, quý vị có thể gửi về địa chỉ y tế.sta.gmail.com. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.